Ôi các bạn nhìn này, trời xanh mướt đẹp chưa? Địa điểm mấy câu quá hợp lý luôn, ngồi dâm mát. Quá đẹp. Ôi giời, hàng đẹp. Nên hàng đẹp anh em này, mà em đầu tiên về đấy cho rõ đẹp nhỉ, kỳ quá đẹp nhỉ, mày bao nhiêu quả phao nữa, rồi quá lại rồi em quay phát nó mất phao. Xanh thơm mà. Cứ bổ thật sao kéo vào cái vị trí mình câu được thì cá nó không bị động. Kéo đúng cái vị trí cái tâm của mình đã căn thì không bao giờ nó bị động một cá, mà lúc nào lên được cá to luôn. Đó, chuẩn bài luôn. Đấy, đấy thì mình cân phao ạ, mình cân phao thì cái cân sau cái cánh phao nó đủ trồi mặt nước là ok nhất. Các bạn nhìn chưa? Như thế này là đẹp nhất đấy. Cái mình đánh thế này thì không nhờ cá nó bị động được. Nếu mà mình cứ ném trúng cái vị trí mình câu luôn thì cá động thì nó tới chạy, cá to nó chạy. Còn đâu chỉ lại nó lại đô phi thì cái thế động là nó bâu vào ngay. Còn đâu là chép mới chấm trôi là nó chạy. Muốn câu cá to thì nha mày có một chút kinh nghiệm. Đấy, kinh nghiệm bản thân em đi câu, còn nhiều bác nào có cái kinh nghiệm của bản thân của mình rồi thì thôi ấy. Em muốn chia sẻ cái gì mà em biết mà em câu hay là cá to thì em chia sẻ các bác. Đấy, câu rất hay, anh em thấy quay phao led, em thấy quay phao rất nét luôn đấy. Trời này nắng, hơi gió, tụi này hơi gió. Đấy, ấy, có tín hiệu cá cắn các bác này. Chết luôn anh em ơi, hàng lại lên hàng rồi. Anh em nhìn con tô phi mướt mượt chưa? Thằng đẹp. Cá thiên nhiên bụng nó mỏng này, tươi ngon thế. Con này về rán tuyệt vời luôn đấy. Đó. Để cô thiên nhiên được như này mới sướng các bác nhỉ. Rồi cho em nó vào giỏ bác nhá. em có rõ nào này, kể có cái khăn đấy, có rõ nào, có rõ nào. Vậy cố anh cho nên dán hợp lý. Ngon. Lục ra đâu à? Này nữa em mày sắc thế này thì nhẽ chúng mày này trượt mai. Cứ farm là chết. Này chắc là lại rồi. Ăn gì đấy? Cứ farm là chết. Thay đổi mồi cái đánh hay hẳn nhỉ? Anh đổi mồi. Mồi cũ anh về chán rồi. Cũng đánh nhiều, kiểu đánh nhiều đấy nó ăn kinh. Mấy ngày đầu ăn liên tục, mấy ngày sau ấy là giác, mấy ngày lần bớt dần. Lại đổi mười lại có ăn. Ăn no 10 tuần rồi. Sao? Khi vậy thật ấy. Ủ men rượu, ủ như rượu uống ăn cá say mồi. Ăn say mồi chứ. Bây giờ cần phải ăn chút mùi thơm tanh đấy các bác nhìn nhỉ. Thơm tanh ấy ăn ngay. Chỉ có cá say rượu mới chết. Cá say rượu nướng mồi kinh. Con này nó cứ tỉa thì ăn. Chưa ăn sâu. Cứ kiểu vỉa chân sâu tụt phát đẹp này. Đó. Đấy, anh em nhìn cái phao nó cứ bập bập kia từ giờ dần nó cũng chết rồi, mà em muốn để ăn sâu đè phao cho nó đẹp đấy, nên muốn để thôi đâu. Cái này giật nó chết rồi. Những sắc là khó trượt lắm. Cho nó ăn sâu tí đè phao cho nó đẹp nhìn nó thích. Để đi câu bóng mồi câu thiên nhiên mà nên là cá to nó ít đấy. Đây này đấy các bác thấy chưa? Đóng ngay chứ sao mà trượt được. Chạy làm sao được với chúng tôi. Ấy à, này kéo mãi cho lên. Ấy à, cầm vợt tới cầm vợt. Này khớ của nó chứ. Ô. Đấy sợ. Anh đẹp. Anh ếch đâu chuyển lên sang lại bóng rồi. Đấy, các bác nhìn nhé, hàng đẹp chưa? À, nó béo dày, kinh khủng này cơ mà. Con này cho về rán này ăn siêu ngon luôn đấy. Con này thêm được em nữa cho bà rõ ra nhá. Thêm em nữa cho rõ ra. Đấy. Ngon quá. hàng này các bác này, hàng nông vỉa đấy, coi nhìn nó hơi nhún nhún này, gió to phao còn phao vẫn đứng như này, là cá ngay. Ôi giời, à, đóng rồi. Ôi rồi mất rồi, khổ phí thế. Còn Lục đang ăn rồi, đang bập bềnh, đóng luôn, khó mà chạy được. Làm sao thấu? Con này to, ô con này to anh em ơi. Ôi trời ơi, mắc cái ổi ấy. Giờ đó lại có hàng rồi anh em này, con rụp phì đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn có hàng đẹp này cơ mà. Nục đóng hay thế nhỉ, có hàng rồi. Đẹp quá mà chuẩn, cố gắng lên. Vậy con chép này, vừa giật phát là đóng này. Này đàn thế nhỉ, vừa phát thì đạp ơi đạp giật phát đóng này đúng vậy rồi. Con này còn con chép, nó hồng hồng của con này. Này chắc là đoạn đuôi nó hay kiểu bảy hồng này, tí thế không biết. Đàn như chó. Hôm nay câu hơi bực mình, nắm cá con phá quá. Hôm nay câu là mồi thơm, mồi cá nó cắn nhiều mọi người. Cá con nó phá giống á, thôi cũng được khoảng được bữa rồi, cuối cùng nãy được bữa rồi các bạn. Ngày nào đi câu cũng quà cũng được bữa này nó cũng ok đó, các bạn nhìn nhá. Quay buổi tối này chất lượng video nó không được đẹp lắm anh em thông cảm. Các bạn nhìn này đã được bữa về rán rồi, toàn cá không to phết đi. Này cũng khoảng 4-5 đạng con được xem mà. 2, 4, 6 con các bạn. À, ngon rồi. Hẹn gặp lại anh em trong cái video tiếp theo thôi. Mỗi ngày câu có một chút quà. Đấy em toàn đi câu thiên nhiên thôi, không có câu nó hồ dịch vụ nên cá nó không được to. Như này là ổn đúng không các bác? Về đán nhá. Đấy. Đây để nhấc cái đồ ra thôi, bỏ máy riêng một chỗ. Nhiều đồ quá đấy, bỏ máy nữa đấy. Máy này về bảo dưỡng này, cảm giác nó quay nó tít tít. Ok, khô đau rồi, khô dầu. Về có thời gian mà tháo ra. Giờ không cái lát lên núi rồi để sạch. Thôi hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhá. Em về đây, video em kết thúc ở đấy nhá. Bác thấy hay hãy like, share ủng hộ em. Thank you có rất là nhiều.